Nóng, giá điện tăng 3% từ hôm nay nhưng EVN vẫn cho rằng như thế là không đáng kể. Quý vị và các bạn thân mến, sau 4 năm không đổi, từ hôm nay, mỗi kilowatt giờ điện sẽ tăng 3% lên mức 1920,37 đồng chưa gồm thuế VAT. Theo quyết định vừa được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ký, giá bán điện bình quân tăng từ 1.864 đồng lên 1.920 đồng 1 kWh, chưa gồm thuế VAT, tương đương tăng 3%. Quyết định này đã được Chính phủ Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Như vậy, sau 4 năm kìm giữ, giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh tăng. Điện hiện chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI. Lãnh đạo Bộ Công Thương trong các lần chia sẻ trước đây đều khẳng định các phương án đề xuất tăng giá được tính toán kỹ, lộ trình phù hợp. Theo số liệu công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện 2022 được Bộ Công Thương công bố cuối tháng 3, giá sản xuất là 2.032,26 đồng 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021, tức là với mức giá bán lẻ bình quân hiện hành 1.864,44 đồng, EVN đang bán lỗ gần 168 đồng 1 kWh. Chi phí đầu vào tăng vọt, chủ yếu từ khâu phát điện tăng gần 21,5% so với năm 2021, nên tập đoàn này lỗ hơn 36.294 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện, sau khi trừ đi thu nhập tài chính khác, số lỗ EVN năm ngoái gần 26.240 tỷ đồng. Tập đoàn này cho biết nếu không được tăng giá điện trong năm nay, ước số lỗ cả năm nay khoảng 64.000 tỷ đồng do tỷ giá USD tăng, giá nhiên liệu đầu vào cho nhiệt điện, điện khí tăng, giá mua điện tái tạo đắt đỏ. Với giá điện mới, mỗi tháng trung bình hộ gia đình dùng từ 100 đến 300 kWh phải trả thêm 5.100 đến 18.700 đồng và trên 400 kWh là 27.200 đồng. Với biểu giá mới, hai nhóm bậc thang tiêu thụ thấp nhất, 100 kWh trở xuống, có mức tăng thấp hơn bình quân 2%, các hộ gia đình có mức tiêu thụ trên 100 kWh mỗi tháng phải chịu giá mới tăng 3% bằng mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ hôm nay. Theo tính toán, các hộ dùng điện sinh hoạt dưới 50 kWh một tháng phải trả thêm 2.500 đồng, hộ dùng 100 đến 300 kWh một tháng, số tiền điện, điện phải trả thêm là 5.100 đến 18.700 đồng và trên 400 kWh là 27.200 đồng một tháng. Giá bán điện trong ngành sản xuất được chia theo cấp điện áp và khung giờ thấp cao điểm và bình thường. Theo đó, giá bán điện cao nhất vào khung giờ cao điểm là 3.171 đồng, giờ bình thường là 1.738 đồng và thấp điểm là 1.133 đồng mỗi kWh. Khối hành chính sự nghiệp có giá điện mới 1.690 đến 1.940 đồng 1 kWh tùy khung giờ cấp điện áp. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch khá cao giữa giờ cao điểm, thấp điểm, tương ứng là 4.724 đồng và 1.402 đồng mỗi kWh, giá này chưa gồm thuế VAT. Sau thay đổi giá, ước tính hơn 1,82 triệu hộ khách hàng đang dùng điện sản xuất phải trả thêm 307.000 đồng một tháng. Khách hàng sử dụng điện kinh doanh phải trả thêm 141.000 đồng một tháng, hành chính sự nghiệp khoảng 40.000 đồng một tháng. Năm ngoái, EVN ghi nhận lỗ hơn 26.200 tỷ đồng do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất tăng vọt. Giá thành sản xuất điện tăng 9,27% so với năm 2022. Tại họp báo chiều qua, EVN cho biết dự kiến thu thêm hơn 8.000 tỷ đồng trong các tháng còn lại năm nay sau khi giá điện tăng thêm 3%. Số này theo ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN, giúp tập đoàn bớt khó khăn nhưng khó khăn về tài chính vẫn còn. Ngoài tăng giá, Phó Tổng Giám đốc EVN nói, Tập đoàn này áp dụng nhiều giải pháp khác để giảm lỗ trong năm nay như giảm chi phí thường xuyên 15%, tăng 5% so với năm ngoái, giảm sửa chữa lớn 40%, hạ tiền lương, chi phí nhân công, Tập đoàn này cũng áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, huy động tối đa nguồn điện giá rẻ và đàm phán lại với các nhà cung ứng nhiên liệu, than khí để giảm chi phí đầu vào. Với các giải pháp tổng thể, lãnh đạo EVN hy vọng sẽ bớt khó khăn tài chính năm nay, khi đó việc thanh toán tiền điện mua từ các nhà phát điện sẽ được giải quyết. Về tác động tăng giá điện tới chỉ số giá tiêu dùng CPI, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nếu giá điện tăng thêm 5%, làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 0,17%, vì thế với mức tăng giá 3%, ông Nam nói tác động rất nhỏ tới CPI. Phú Quốc ế khách vì giá cả trên trời Đồ ăn hải sản đắt gấp 2-3 lần so với thành phố và các điểm du lịch khác trong khi chất lượng không tương xứng. Ai muốn đến Phú Quốc? So với cùng kỳ năm 2022, Phú Quốc năm nay không còn là điểm đến nóng du lịch kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Lượng khách dịp nghỉ này năm nay chỉ khoảng 180.000 lượt, giảm 40% so với năm ngoái. Tình trạng hướng dẫn viên đói tùa thậm chí phải ngồi nhà cả năm ngày lễ vì không có khách chẳng phải chuyện hiếm. Có ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân khiến Phú Quốc vắng khách đợt này là do giá vé máy bay tăng cao thời gian dài. Tuy nhiên độc giả người nói thẳng lại có cái nhìn khác. Vấn đề ở Phú Quốc tình trạng chặt chém quá nhiều nên khách du lịch sợ hãi không dám đến. Giờ người ta chọn đi những nơi có thể chủ động dùng phương tiện cá nhân để di chuyển được. Chứ đi Phú Quốc phải phụ thuộc vào máy bay với mức giá bay khứ hồi bằng cả một chuyến du lịch Thái Lan nên chẳng ai mặn mà người làm du lịch Phú Quốc không chịu lắng nghe ý kiến của khách hàng thì sẽ còn ế ẩm dài dài. Khi mà du lịch nước ngoài còn rẻ hơn trong nước, lại không bị chặt chém, đi về ai cũng vui vẻ, thì du lịch nội địa khó mà cạnh tranh nổi nếu không thay đổi mạnh mẽ. Ở Phú Quốc, nếu sống theo kiểu dân địa phương thì thoải mái, mặt bằng chung vẫn cao hơn ở Kiên Giang. Nhưng theo kiểu khách du lịch thì khá đắt đỏ nếu so với Nha Trang. Tôi từng sống ở Nha Trang hơn 2 tháng và Phú Quốc 3 tháng, thấy rằng ở Nha Trang thoải mái hơn nhiều, Ngoài ra tôi có thể chọn Quy Nhơn như một thành phố du lịch khá dễ chịu. Còn Phú Quốc cái gì cũng thiếu thốn phải nhập từ đất liền, ngay đến cọng rau giá đỗ cũng phải nhập, trong khi đất đai đâu phải không có. Thế nên khi đến tay các nhà hàng, người ta lại tăng giá thêm vài lần nữa. Cuối cùng có khi tô bún ở quán lớn còn đắt hơn ở quận 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Du lịch mất khách vì tư tưởng chặt chém một lần rồi thôi. Đó là hậu quả Phú Quốc phải gánh chịu khi các hãng hàng không tăng giá vô tội vạ vì cứ nghĩ nghỉ lễ người ta sẽ ùa ra đó, còn bản thân người địa phương cũng làm ăn bát nháo, chặt chém giá trên trời, từ khách sạn đến quán ăn và cả khu chợ đêm, ra biển mà ăn hải sản đắt hơn cả ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất khó chấp nhận. Cho rằng giá vé máy bay tăng cao không phải là nguyên nhân chính khiến Phú Quốc mất khách, bạn trẻ nhận định: "Tôi tin giá vé máy bay cao chưa hẳn là nguyên nhân chính khiến Phú Quốc vắng khách dịp này. Lấy đơn cử dân miền Tây đi Phú Quốc đâu cần đi máy bay, nhưng lượng khách miền Tây tại đây cũng đang sụt giảm, đơn giản vì họ đã đi rồi, biết rồi nên không muốn quay lại Phú Quốc nữa." tôi thấy giá cả dịch vụ ở phú quốc mới là vấn đề chính khi hai khu bắc và nam đảo giá rất cao dịch vụ đi tàu tham quan đảo cũng hết giá không hề nhẹ nhàng gì giá các mặt hàng cao đều ở nhiều nơi tất nhiên bỏ nhiều tiền khi đi du lịch cũng có thể chấp nhận được nếu đi kèm chất lượng tương xứng nhưng vấn đề là chất lượng hàng quán bán đồ ăn kể cả siêu thị mini lại quá tệ dù bán giá trên trời nhấn mạnh mấu chốt để phú quốc lấy lại thiện cảm với du khách độc giả người dân bình luận Phú Quốc muốn du khách quay trở lại đông đúc như lúc trước thì cần phải làm được những điều sau. Giá vé máy bay khứ hồi phải rẻ, giá nhà nghỉ khách sạn phải bình dân, giá ăn uống hải sản phải tương đương các khu du lịch biển khác trong nước, không chặt chém. Chứ hiện nay giá hải sản ở vùng biển mà lại cao gấp 2 gấp 3 lần thành phố Hồ Chí Minh thì thử hỏi ai dám ăn. Làm được như vậy thì tôi tin chắc chắn khách du lịch sẽ quay lại vui chơi, ăn uống tiêu xài ở Phú Quốc. Dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo gia tăng những ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh dự báo những ngày tới, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có xu hướng gia tăng do sự tiếp xúc đi lại và người dân khai báo bù những ngày nghỉ lễ. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẳng định, trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua, số ca mắc COVID-19, can nặng, ca nhập viện có xu hướng giảm. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tại địa bàn được dự báo gia tăng trong những ngày tới. Số ca mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 là trung bình 101 ca trên ngày, trước lễ là 230 ca trên ngày. Số ca nhập viện trung bình đợt lễ là 84 ca trên ngày, trước lễ là 230 ca trên ngày. Trong đó, các ca nặng tập trung ở người có bệnh nền, người lớn tuổi, ông Tâm phân tích. Theo số liệu mới nhất từ lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 514 bệnh nhân nằm viện, có hơn 90,5% người có bệnh nền, những người này có bệnh nền chủ yếu liên quan tới huyết áp, tiểu đường, phổi, tim mạch, gan, não, ung thư, vân vân. Ông Nguyễn Hồng Tâm đưa ra phân tích, trong đợt nghỉ lễ số ca mắc ca nhập viện có giảm, tuy nhiên những ngày này người dân còn đi chơi chưa về địa phương hoặc chưa khai báo đầy đủ nên số liệu chưa chắc đã phản ánh đúng tình hình y tế của địa phương. Những ngày tới khi người dân về địa phương sau những ngày đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, dịch Covid-19 có thể sẽ gia tăng, thậm chí có tình trạng người dân sẽ khai báo bù đợt nghỉ lễ vừa qua giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đưa ra dự báo. Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức nhưng cũng không được chủ quan lơ là trước tình hình dịch COVID-19. Bác sĩ Tâm cũng khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khử khuẩn, tiêm vaccine, bảo vệ người lớn tuổi trong gia đình trước nguy cơ mắc COVID-19. Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh phải quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tội phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự hội nghị còn có Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh giáp danh thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Lê Hồng Đam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, trong năm 2022, tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019. Điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố đã quyết liệt nỗ lực thực hiện các nội dung đề án 06 đã truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đạt 96,5%, trả thẻ căn cước công dân đến người dân đạt 99,4%, đã thực hiện 946.306 hồ sơ định danh điện tử, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký, khai báo, lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến, công tác làm sạch dữ liệu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Với những thành tích đạt được, Công an thành phố vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Giám đốc Công an thành phố cần tập trung kiểm điểm, phân tích xác định rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, nhất là những nguyên nhân từ chủ quan trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác. Từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong năm 2023, trong đó Công an thành phố Hồ Chí Minh phải làm tốt chức năng tham mưu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện những chủ trương, giải pháp lớn, các đề án dự án trọng điểm của thành phố trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Về tội phạm xâm phạm sở hữu, cướp, cướp giật trộm tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm năm 2022, xảy ra 2.492 vụ chiếm tỷ lệ 67,37% trong cơ cấu tội phạm. Thậm chí xảy ra những vụ cướp tài sản có tính chất nguy hiểm, hành vi liều lĩnh, manh động, gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong năm 2023, Công an thành phố phải quyết liệt hơn, rút giáo hơn nữa, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nhân dân, khách du lịch đến thành phố mới yên tâm sinh sống, làm việc và làm giàu cho thành phố. Tại buổi lễ, Thưa Ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm và ông Nguyễn Văn Nên trao tặng Thiếu tướng Lê Hồng Nam Huân chương Chiến công hạng nhất, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng 3, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng thời, chín đơn vị Công an quận Thành phố Thủ Đức và Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh được tặng cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều đơn vị quận huyện được ban giám đốc công an thành phố tặng giấy khen. Không có bảo kê, liệu có lý lịch tư pháp còn đất sống. Cơ quan chức năng cho biết có tình trạng có làm nhanh giấy xác nhận lý lịch tư pháp ở Sở Tư pháp Hà Nội nhưng lại bất lực trong xử lý. Dư luận thủ đô vô cùng bức xúc khi thời gian qua nhiều người dân phải xếp hàng dài, thậm chí chờ 2 đến 3 ngày mới đến lượt làm giấy xác nhận tư pháp. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi bởi cũng là xác minh lý lịch tư pháp ở các tỉnh thành trong cả nước, không để xảy ra tình trạng xếp hàng hay mất tới mấy ngày mới đến lượt làm xác minh lý lịch tư pháp như vậy. Trong khi đó, ngay giữa thủ đô Hà Nội, người dân phải mòn mỏi chờ đợi, vật vơ mấy ngày liền ở sở tư pháp mới làm được. Không chỉ có vậy, theo phản ánh của người dân, tình trạng co mồi làm nhanh xác minh lý lịch tư pháp diễn ra hết sức công khai ở ngay cổng sở tư pháp Hà Nội. Rất nhiều người dân đã bị các đối tượng cò mồi tràn rắt, lấy phí dịch vụ làm nhanh xác minh lý lịch tư pháp với giá cao gấp 4-5 lần giá nhà nước quy định. Để làm được giấy xác nhận lý lịch tư pháp, người dân chỉ mất 200.000 đồng. Ấy thế nhưng, qua tay các cò làm nhanh, con số này tăng lên tới 800-900.000 đồng. Thậm chí các cò còn ra giá 6,5 triệu đồng trong một giấy xác minh lý lịch tư pháp quốc gia. Không có lửa sao có khói. Thế nào là làm nhanh? Chỉ có các cò và những đầy tớ của nhân dân mới biết. Không đơn giản mà người dân muốn làm xác minh lý lịch tư pháp phải chờ đợi đến lượt. Nhưng qua tay các cò thì đâu sẽ vào đó, chỉ việc ký là xong ngoài ra để các đối tượng lộng hành trong suốt thời gian dài ở ngay cổng sở tư pháp hà nội sở giao thông vận tải cũ thì có thể thấy dây dở của các đối tượng này lắt léo thế nào công khai giữa bàn ngày chào mời trèo kéo thu tiền trực tiếp ai cũng làm giá nào cũng làm lý lịch tư pháp nào cũng xử lý được đó là những hành vi tuyên bố mang tính thách thức của những đối tượng liên quan đến việc xác minh lý lịch tư pháp nhưng lại đang hàng ngày hàng giờ thực hiện việc đó còn cơ quan chức năng không biết bất lực hay vờ làm ngơ để các đối tượng thỏa sức lộng hành, hút máu người dân, tạo nên nỗi bức xúc trong xã hội. Và những câu hỏi vì sao có lý lịch có thể sống ở ngay cổng sở tư pháp, vì sao chúng dám lộng hành như vậy, liệu không có bảo kê nhóm đối tượng cò môi này còn có đất sống? Đang rất cần cơ quan chức năng sớm có câu trả lời.